Đại đức Tuệ Đức cùng chư tôn đức hiện diện trong đạo tràng. Như pháp kính lễ với bà với cô tu nữ. Như pháp kính lễ cô tu nữ Tệ Duyên và cảm ơn cô Trần Đạo, cô Tâm Hương cho Như pháp biết được tín hiệu. Dạ, con xin phép được chào đạo tràng. Con trốn ông bà ạ. Dạ, Như pháp kính chào huynh Quách Thanh Á, mến chào Quang Thanh, kính chào Mahadacha, kính chào Thammasa, mến chào cô Trần Đạo, mến chào Thi An Lạc, mến chào Thanh Thủy, kính chào Buông Bỏ, mến chào cô Sẵn Đông, kính chào Hiển Mộng, mến chào Châu Phan, kính chào IQ em đó, mến chào Trăng Thư, mến chào cô Tâm Hương, kính chào anh chị Phan Quang Liêm, mến chào cô Cẩm Vân, kính chào người phương Nam. Một lần nữa con thành kính lãnh lễ chư tôn đức Như pháp kính chào đạo tràng. Dạ, sa thú lành thai. Như pháp kính cảm ơn Vinh Quách Thanh Á, Quang Thanh, cô Trần Đạo, cô Rặn, cô Cẩm Vân, cô Tâm Phương. Hình như hồi lúc nãy có pháp buồn Lào Cai, giờ không thấy. Dạ, dạ, kính cảm ơn tất cả quý anh chị em đạo hữu đã hoan hỷ lên ôn bài câu tiểu bộ kinh bài 4 và 5 La Mã. Dạ, Nam Mô Bích Thai. Dạ, dạ, bây giờ thì cũng vừa đủ giờ để chúng con trung thịnh thượng tọa pháp tăng cho bài học, giảng dạy bài học ngày hôm nay. Như pháp kính mời đạo tràng cùng với Như pháp lắng tâm thanh tịnh cung thỉnh pháp sư trước khi đạo tràng chúng ta được thượng tọa pháp tăng giảng giải bài học ngày hôm nay. Nam mô Bụt Hà Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sằng Kha Giá, Nam mô Ta Sa Pha Ga Qua Tô Arahato Samma Sambuddha Sa, Nam mô Ta Sa Pha Ga Qua Tô Arahato Samma Sambuddha Sa, Nam mô Ta Sa Bhagavato Arahato Samma Sambuddha Sa. Phạm Thiên vẫn ngầm ngùi khẩn khoản, Phật nhận lời nhưng chẳng gì hơi, việc làm mở đạo dạy đời, nhắm vườn lộc giả ngày dời chân sang. Thuyết pháp đổ các hàng đệ tử, có năm thầy thinh dự pháp từ, đó là nhóm Kiều Trận Như, được nên về hữu như niết bàn. Rồi từ đó mở mang giáo pháp, 45 hà dạp vẹn toàn, một lòng trăng thối không mòn, những điều lợi ích hằng còn lâu năm. Cả tam giới thừa ân phổ cập, đám mưa lành rưỡi khắp thế gian, bởi nhân cơ tính rõ ràng, thỉnh ngài thuyết pháp nói đàn tự bi. Chúng sanh ngồi khắp chốn nghi, tối mê cầu được tri tri vẹn toàn. Dạ, trước khi con thỉnh thượng tọa pháp thân giảng dạy bài học ngày hôm nay, con xin phép được đọc phần chánh văn. Dạ, cảm ơn Minh Bách Thanh Á đã cho bài học. Bài học ngày hôm nay, Kinh Tiểu Bộ Itivuttaka, Kinh Phật Tự Thuyết Chương Ma Phẩm Nanh Đá, bài 6 La Mã. Như vậy đó nghe, một thời Thế Tôn trú ở Rajagaha tại quê Lú Quana, chỗ nuôi dưỡng các con súc. Lúc bấy giờ, Tôn giả Pilin Đa Quá Chá thường hay gọi các vị kheo với danh từ bằng tiện Vassala. Rồi một số đông tỳ kheo lúc bây giờ đi đến Thế Tôn. Sau khi đến đảnh lễ Thế Tôn rồi ngồi xuống một bên các tỳ kheo ấy bạch Thế Tôn: Tôn giả Phi Linh Đã Quá Chá thường hay gọi các tỳ kheo với danh từ bằng tiện. Rồi Thế Tôn bảo một vị tỷ kheo: Hãy đi này tỷ kheo, và nhân danh ta bảo tỷ kheo Bi Linh Đã Quá Chá. Sau khi đến nói với Bi Linh Đã Quá Chá, bậc đạo sư gọi hiền giả:
Thưa văn hiền giả, tôn giả, Bi Linh Đá Quá Trá, vân đáp tỷ kheo ấy, đi đến Thế Tôn. Sau khi đến, đảnh lễ Thế Tôn, rồi ngồi xuống một bên. Thế Tôn nói với tôn giả, Bi Linh Đá Quá Trá, tam ngồi một bên. Có thật chăng, này Quá Trá, ngươi thường gọi các tỷ kheo với danh từ bần tiện? Thưa có, bạch Thế Tôn. Rồi Thế Tôn sau khi tác ý đến đời sống trước của Bi Linh Đa Quá Trá, liền bảo các tỷ kheo: Này các tỷ kheo, chớ có bực phiền. Út Ca Di Thá. Với tỷ kheo Bi Linh Đa Quá Trá: Này các tỷ kheo, không phải vì trong lòng có sân hận mà Quá Trá thường gọi các tỷ kheo với danh từ bần tiện. Này các tỷ kheo Quá Trá trong 500 năm nối tiếp nhau, Abbo Kinh Na Ni, đã sanh trong gia đình Bà La Môn, danh từ bần tiện đã lâu ngày được chứa chấp Abcha Chinh Nô trong vị ấy. Do vậy, Quá Trá thường gọi các tỷ kheo với danh từ bần tiện. Rồi Thế Tôn sau khi hiểu biết ý nghĩa này, ngay trong lúc ấy nói lên lời cảm hứng này: 6. Trong ai không mang trá, không mạng, tham đoạn tận, không ngã sợ, không dục, phẫn nộ, được trừ diệt, tự ngã thành mát lạnh, vì ấy là phạm chỉ là sa môn tỳ kheo. Chúng con thành kính lãnh lễ cung thỉnh Thượng Tọa Pháp Tăng từ bi thuyết giảng bài học ngày hôm nay. Á kính chúc đạo tràng một buổi học pháp được an vui tiến hóa. Dạ con kính dâng mít đến sư. Dạ, Nam Mô Bụt-tha-ya, Nam Mô Tham-ma-ya, Nam Mô Sang-kha-ya. Con thành kính đảnh lễ ân Đức Tam Bảo, Đức Phật, Giáo Pháp và Chư Tăng. Kính chào Thượng Tọa Minh Thành, Đại Đức Tỳ Đức, kính chào quý cô tu nữ và thân chào quý thiền nam thánh nữ. Cảm ơn quý vị cho biết đã nghe rõ. Thưa quý vị, là hai cái buổi học vừa rồi, nhằm cái thời điểm chúng tôi đi Hà Nội, cho nên chúng tôi không có vô trong rung giảng, mong chư tăng cũng như là quý Phật tử quảng hỷ cho. Tuần này thì chúng tôi giảng được với lý do là sự thật ra là cũng mới cái bệnh Covid, đang bệnh Covid, nhưng mà bữa nay thì nó đỡ hơn. Mấy bữa trước Phật tử họ đi test có hai vật, test giùm cho chúng tôi được hai vật thì bị Covid thì cũng đang điều trị, có lẽ là nó cũng khỏe lại, cũng đỡ hơn mấy bữa trước. Cho nên là chúng tôi nghĩ rằng bỏ lớp hai cái buổi học, trúng cái ngày đi và trúng cái ngày về. Cái ngày đi lại bay ra Hà Nội, cái giờ của ngày thứ bảy. Rồi cái ngày đi bay ra ngày thứ bảy, thì tới ngày thứ ba thì đi tụng kinh. Dạ, cảm ơn cô Rạng Đông. Đi tụng kinh, đi ra ngoài Hà Nội tụng kinh giảng suốt cả tới buổi tối luôn. Cho nên là đi Hà Nội rồi cũng khó có thời gian để mà vào rung được lắm. Cái ngày thứ ba thì quay trở vô tuần vừa rồi đó, chúng tôi vô trong cái giờ đi đang vào giờ giảng này đi vô, cho nên là cũng không có thời kịp để giảng. Không biết giảng bị rồi nào, nhưng mà tối ngày hôm kia về bị sốt rồi đau họng, cứ nghĩ là cảm mà sổ mũi, cảm thôi. Nhưng ngày hôm qua thì anh Phật tử ảnh lấy cái test, ảnh test thử thì bị hai vạch, mới biết là mình bị Covid. Cho nên rằng cũng đang điều trị, mà bữa nay thì nó đỡ rồi. Bữa đầu thì nó đau, nó nhức, nó đau cổ, đau họng rất là nhiều. Nó đau người, nó mệt mỏi. Giờ chúng tôi cũng đang uống thuốc đặc trị và cũng đang xong. Đang xong bớt. Thôi bây giờ để đi vào trong cái buổi học hôm nay đó, thì
chúng tôi giảng cái bài số 6 của La Mã tiếp theo. Trước khi giảng thì chúng tôi đảnh lễ Tam Bảo Arahant Samma Sambuddho Buddhang Phakavantang Abhivademi, nhất tâm đảnh lễ Đức Thế Tôn bậc A-la-hán chánh đẳng giác đấng thiên nhân sư bi trí vẹn toàn. Sokhato Phagavata Thammo Thamman Namasami, nhất tâm đảnh lễ giáo pháp do Đức Thế Tôn khéo thuyết giảng, đạo chuyển mê khai ngộ, ly khổ đắc lạc, thiết thực hiện tiền vượt thời gian đến để chứng ngộ. Subhatibhano Phagavato Savakasangko Sankhang Namasami, nhất tâm đảnh lễ chư hiền thánh tăng, các ngài đã đắc quả thánh hoặc còn phàm, là mô phạm của nguồn sinh, là phước điện của chư thiên và nhân loại. Nguyện cầu mang Tam Bảo gia hộ cho chư tôn đức, quý cô tu nữ, quý thiện nam tín nữ luôn được sự an lạc. Nam mô Bụt Tha Gia. Bạch chư tăng, kính thưa quý vị, cái duyên sự của cái bài học này đó là đề cập đến một vị tôn giả tên là Bilinda Vachcha. Nhân một đức lần nọ Đức Thế Tôn ở tại Viluvana Rajagaha. Viluvana là chùa Trúc Lâm, Raja là một cái thành phố lớn, một vương quốc lớn ở tại Ấn Độ. Lúc bấy giờ thì các vị tỳ kheo này thấy rằng cái vị tôn giả tên là Bilinda Vachcha đó hay có những cái ngôn từ gọi là những cái người bần tiện, hay là những người hèn hạ, hay là những người hậu hạ đó, thì đó là cái thói quen. Chúng ta biết rằng cái thiền chúng tôi gọi đó là cái tiền thiên tập đó, cái tiền thiên tập là những vị thinh văn có những vị vọng còn, có những vị vọng còn. Chợt toàn giác á, thì các ngài không có cái tiền thiên tập. Tiền thiên tập tức là cái thói quen của mình. Nó trở thành cái thường thân nghi duyên, mà cái đó nó có thể là người ta có thể là vì đó dứt bỏ, nhưng mà có thể là có những vị thì không có dứt bỏ được. Riêng cái vị mà tôn giả Bilinda Vachcha này thì bao nhiêu kiếp vào cái thời kỳ Đức Phật Padumottara đó, hoặc là những cái gì Đức Phật kế tiếp đó, thì vị này sanh vào một gia đình Bà La Môn rất là giàu có, cho nên là xung quanh mình là có những cái người hầu kẻ hạ rất là nhiều, và do có người kẻ hầu người hạ như vậy đó, cho nên là thường sử dụng cái từ đó như là người hạ tiện hay là người thấp kém, tức là nói mọi người là thường sử dụng cái từ đó. Thì rồi cũng do cái nhân mà sanh trong nhiều kiếp đó, gặp nhiều Đức Phật đó, cũng tạo phước rồi cũng lại tiếp tục tu tập nữa. Nhưng mà cái tiền thiên cật tới giờ kiếp cuối cùng vào thời kỳ Đức Phật đó, thì cũng chưa có thể dứt bỏ được. Cho nên cái đó là cái thói quen, cái tiền thiên cật. Chúng tôi xin khẳng định lại đó là bậc A-la-hán tinh văn ấy, thì các ngài có những cái tiền thiên cật, có những vị dứt bỏ, nhưng mà có những vị không dứt bỏ được. Còn Đức Phật toàn giác á, Đức Phật A-la-hán tinh văn toàn giác á, như Đức Phật của chúng ta thì không bao giờ có cái tiền thiên tập đó. Chúng ta lưu ý ở chỗ đó. Như vậy thì ở đây muốn nhấn mạnh lại vị tỳ kheo tôn giả tên là Bilinda Vachcha này có cái tiền thiên tập, quen nói những cái ngôn từ coi kêu những người khác như là những người hầu hạ, những người hạ tiện đó, thì rất là nó là trở thành cái thói quen. Nhưng nó cũng không phải là phát xuất từ ở một cái tâm sân, nó không phải phát xuất tâm sân. Bởi vì cái vị này đã hoàn toàn chứng quả vị A-la-hán rồi. Cho nên là vào thời kỳ Đức Phật Gotama, tức là Phật tổ Gotama của chúng ta, thì vị này xuất gia tỳ kheo, cũng sanh vào trong một gia đình rất là giàu có. Rồi xuất gia theo Phật, rồi chứng quả vị A-la-hán tinh văn. Rồi thì cũng quen cái thói quen đó, tức là cái thiền thiên tật á, nó trở thành cái thói quen, cho nên là thường nói ra những cái lời nói đó. Thì ở đây đó, chúng tôi xin trở lại cái câu kệ ngôn này đó, để mình làm sáng tỏ. Ở đây là nói đến một vị A-la-hán.
cái câu kệ ngôn này á, là nói rằng trong ai không mang trá, không mạng không đoạn, không đoạn tận, không mạng tham đoạn tận, không ngã, không ngã sở, không dục, phẫn nộ được diệt trừ, tự ngã thành mát lạnh, vì ấy là phạm chí, là bà, là sa môn tỳ kheo. Thì ở đây đó, để chúng ta thấy rằng nói đến một cái vị a la hán, một cái vị a la hán sau khi dứt đi cái sự mang trá. Mang trá thì cái từ này á, sự thật ra thì nghe nó hơi khó hiểu, chúng ta ít có nghe cái từ mang trá, nhưng mà từ mang trá này đó là cái sự giống như là cái sự giả dối sang tham, giả dối vậy đó, chứ không có là cái gì. Sau khi dứt được cái sự mang trá rồi, không mạng tham đoạn tận. Cái mạng ở đây đó là chúng ta biết đó là cái ngã mạng, cái ngã mạng, cái mạng mà ở trong cái nếu mà mình nói cái mạng tự kêu tự đắc ấy, cái cao ngạo đó, thì cái đó là cái gọi là cái ngã mạng, cái ngã mạng tức là mình tự kêu tự đắc, cái tôi của mình đặt lên kinh tên nhiều, trên lên trên cao hơn hết đó, thì cái đó được gọi là cái ngã mạng, cái ngã mạng. Mà còn cái mạng mà nói ở trong cái việc của một vị, cái sự đoạn tận của một vị A-la-hán, tức là nó vượt lên trên đó, là cái mạng ở trong cái sự so sánh giữa mình và người, giữa mình và chúng sanh. Khi mà đem cái tôi của mình ra đó để mà so sánh đó, thì cái mạng đó muốn nói là cái mạng trong cái sự so sánh của một bậc A-la-hán đoạn tận. Như vậy thì cái tiến trình tu tập của mình á, mình thấy rằng chúng sanh phàm phu á, thì xin thưa quý vị là có nhiều cái khuyết tật, khuyết điểm, có nhiều cái khuyết điểm. Cái khuyết điểm của mình là cái khuyết điểm của bệnh về tâm, cho nên là tham, sân, si, tà kiến, mạn, rồi nghi, những cái đó là nó gắn liền với cái đời sống phàm phu luân hồi. Ngay cả những cái vị chứng thiền đó mà phàm phu đó, cái vị chứng thiền mà phàm phu đó, thì chẳng qua là do năng lực của thiền, do năng lực của thiền, do năng lực của thiền rồi áp chế các cái triền cái thiền não, nó không có triền cái nó không có sanh khởi thôi. Không sanh khởi thôi, nhưng mà cũng phải là không có, tạm thời là không có thôi, tạm thời là không có, tạm thời là không sanh được rồi. Chứ không phải là không có, nhưng mà nói chung là những người phàm phu á, thì thường bị những cái phiền não nó chi phối như vậy. Cho đến khi nào mà một vị đó chứng quả vị a la hán thì thật sự là đoạn tận. Mình cũng biết đó là chúng biết đó là một điều, đó là khi mà mình tu thiền mà không phải là để gọi là cái tuệ giác mà phát sanh, mà trong duy dự pháp gọi đó là đạo tuệ đó, gọi là đạo tuệ, cái tuệ ở trong tâm đạo, cái tuệ ở trong tâm đạo, hay nói cái tuệ ở đây đó nó chỉ sanh lên một sát na thôi, tuệ đạo nó chỉ sanh lên một sát na thôi, một sát na đó. Nhưng mà trong duy dự pháp gọi đó là một người, một người trong 12 hạng người trong duy dự pháp á, thì trong đó có 4 hạng phàm phu và 4 hạng đạo và 4 hạng quả. Cho nên sát na của tâm đạo chỉ sanh lên có một sát na thôi, nhưng mà trong duy dự pháp gọi đó là một người, người đó gọi là người đạo, người đạo. Hay nói một cách khác tức là tuệ đạo, tức là cái tâm trí đạo, hay mình nói là tuệ giác đó, sanh khởi lên trong lúc đó để đoạn tận, để đoạn tận. Thì chúng ta cũng biết đó là cái quá trình tu tập. Xin chào cô Hoa Nguyệt.
Chúng ta cũng biết đó là trong cái quá trình tu tập của chúng ta đó, từ ở một cái người phàm phu mà đến bậc thánh đó, thì chúng ta phải trải qua nhiều cái công phu lắm, nhiều cái công phu lắm. Và theo trong bộ Bước Tha Quan Xá, tức là Chánh Giác Tông đó, thì chúng ta cũng biết đó là ngay cả những vị mà tu thinh văn đó, để trở thành một bậc thinh văn đó, chỉ phát nguyện thinh văn thôi đó, thì cũng trải qua hết 100.000 đại kiếp rồi. Mà 100.000 đại kiếp thì quý vị cũng biết đó là dường như là một cái quả địa cầu của chúng ta đó, nó cứ sanh đi sanh lại đó, lâu như vậy, thời gian nó dài lắm. Thời gian nó dài lắm. Đó là tu để mà tu theo cái hành thinh văn, tức là trở thành bậc A-la-hán tinh văn, thời gian nó phải dài vậy. Còn là đối với các bậc toàn giác thì còn nhiều hơn nữa. Ngay cả cái hạnh mà tu tinh tấn hay là niềm tin thì cũng mất hết mùi tấn, cũng mất hết mùi sáu A Tăng Kỳ. A Tăng Kỳ thì cứ cái ví dụ đó là cứ mỗi 100 năm có một vị thiên bay ngang qua, bay tới để mà dùng cái miếng vải lao cái cục đá đó. Mà cái cục đá đó, đó là dung dứt sáu do tuần. Một do tuần là một cây số, một cây, một 16 cây số. Mà lao chừng nào mà nó hết mòn hết cái cục đá đó, mới là gọi là một đại kiếp. Một đại kiếp. Mình nói như vậy để cho chúng ta thấy cái con số thời gian đó, tu của một vị chánh đẳng chánh giác cũng rất là lâu. Một bậc thinh văn đã lâu rồi, chứ đừng nói tới cái bậc chánh đẳng chánh giác. Rồi bây giờ chúng tôi xin nói lại như một điều như thế này nè. Cái đường tu của mình á, thì ở đây đó, trước tiên đó là mình phải tự tập tu cho mình để mình loại bỏ. Nó không phải là do năng lực của thiền hết hoàn toàn, do đạo tuệ hết, nhưng mà ngay cả từ trong cái đời sống mình hiện tại này, mình phải tập cho mình bỏ bớt cái ngã mạn, rồi tham của mình phải bỏ bớt từ từ. Cái gì mà ở đây chúng tôi tạm gọi á, là cái gì đáng nghĩ đến nó thì nghĩ, đáng tham thì tham. Không phải nói đáng, nhưng mà cái gì đó nếu chúng ta không thấy bỏ được, chúng ta nên thấy bỏ được thì chúng ta nên bỏ. Chúng ta đừng giữ vô. Còn cái tham á, thì không có cái tham nào được gọi là cái tham đó được duy trì hết á. Hả, mà mình còn được duy trì tham á, là phiền não ở trong lòng, thì mình vẫn còn phải luân hồi, còn khổ, còn phải luân hồi, còn khổ. Cho nên á, cái ngã mạn á, là cái mà chúng ta biết ở đây đó, là cái đó nó khó lắm á. Cái tôi của mình nó lớn lắm quý vị. Mình thường thường mình đi làm cái gì ấy, ngay cả việc mình làm phước, mình cũng muốn ai biết tới mình, rồi cũng phải ai khen tặng mình, rồi có ai cũng trân trọng mình. Không trân trọng ta, không trân trọng không sao được. Đó là như vậy. Cho nên là nếu như mà mình nghĩ rằng cái bố thí của mình là cái nhân để dứt bỏ phiền não, thì mình nghĩ mình được bố thí, mình được bố thí, mình được cúng dường, thì đó là cái điều kiện giúp cho mình được dứt bỏ bớt cái tham trong lòng, dứt bỏ bớt cái phiền não, để mình được cái sự giải thoát. Còn bây giờ người có khen tặng mình, hay có biết đến mình, hay không biết đến mình, thì cái chuyện đó, nếu một người mà biết tu rồi, thì chúng ta cũng không thấy lắm lấy gì làm quan trọng lắm. Nhưng mà cái mạng của mình, cái ngã mạng của mình, nó lớn lắm quý vị. Cái gì đó là mình cũng muốn cái mình, cái tôi của mình nó lớn. Ở đây chúng ta thấy cái câu sau ngã sở, ngã, tự ngã và ngã sở. Cái ngã mạn tức là sự so sánh. Cái ngã mạn là cái tôi của mình. Ngã sở là cái của mình. Quý vị thấy không? Bây giờ nè, cái chấp của mình, cái gì đó ngoại thân đó, là mình chấp rồi. Mình đã chấp, ví dụ cái này cái nhà của tôi,
chúng tôi đang nói ở trên trên cái pháp chân đế nha, chứ chúng tôi không nói ở cái pháp tục đế. Chúng tôi đang nói ở cái lãnh vực siêu thế, chứ chúng tôi không có nói lãnh vực mà tục đế ở trên cuộc đời này, nhị tế trong cuộc đời này. Thì mình còn theo thế thường ấy, thì chúng ta cứ chấp cái gì là của mình, cái gì là của mình, xung quanh ngoại vật của mình nè, nhà của mình, xe của mình, nhà đất của mình, rồi bàn ghế của mình, tài sản của mình, vân vân. Cái đó là vật ngoại thân đó. Rồi bây giờ vật ở trong thân nè, cái gì nè, ngã sở, tức là ở cái này là của tôi, cái này là của tôi, cái này là của tôi. Ngoài thân là như vậy rồi, rồi này là cái này của tôi, tức là sắc quẩn này là của tôi, thọ quẩn này là của tôi, tưởng quẩn này là của tôi, hành quẩn này là của tôi, thức quẩn này của tôi. Trong một cái suy niệm của mình, trong một cái suy niệm của mình, cái suy nghĩ của mình thôi, thì nó đã gắn cái tôi ở trong rồi, gắn cái tôi. Cho nên là mình khó lắm, khó dứt bỏ. Chúng ta nhớ có một lần nọ, khi mà ông cô độc cũng gần cuối cuộc đời rồi, gần cuối cuộc đời. Bao nhiêu thời gian ông, khi ông còn xin tiền ấy, thì ông thường đến, thường cúng dường Tam Bảo, thường tu trì thọ giới, rồi thường hộ trì Tam Bảo, rồi hành theo lời Phật dạy. Nhưng mà từ hồi đó giờ đó, từ xưa tới giờ ông còn nói mà lúc bấy giờ ông ngã bệnh xuống, nằm trên giường yếu sắp mất, thì ngài Xá Lợi Phất ngày đến ngày giảng cho một cái bài kinh. Cái bài kinh đó là để nhằm bỏ bớt cái ngã sở của mình. Thì ông cấp cô độc cũng chắp tay lên cũng thưa với ngài Xá Lợi Phất, từ trước tới giờ đó con đã tạo, chúng tôi nói một cái từ là con đã từng tạo cái công đức rất là nhiều, tu tập như vậy rồi, con chưa từng nghe được một cái bài pháp nào, cái lời pháp nào từ nơi ngài Xá Lợi Phất giảng cho con nghe về cái ý nghĩa của như cái bài pháp của ngài hôm nay, tức là từ bỏ cái ngã và ngã sở, ngã và ngã sở. Bởi vì con người của mình nó chấp dữ lắm, nó chấp vô cái ngã sở này. Cho nên đây là một điều mà con thấy rằng cái diễm phúc cho con. Và quả thật là khi mà ngài Xá Lợi Phất giảng xong cái bài pháp đó, ông cấp cô độc rất là quan hệ, ông cấp cô độc sanh thiên. Thì ở đây đó, chúng ta biết đó, nói một điều đó, là khi mà nói đến một cái ngã sở, tức là cái mà gọi là chấp ở trong cái của mình, tức là cách ở ngoài thân cho đến ở trong thân, tức là sắc quẩn là của tôi, thọ quẩn là của tôi, tưởng quẩn là của tôi, hành quẩn là của tôi, thức quẩn là của tôi, cái gì cũng vậy. Đừng nói tay chân này của tôi, này là sắc quẩn rồi. Rồi cái cảm nhận của mình, cái cảm thọ của mình cũng chắc là tôi suy nghĩ như vậy đó. Tôi đang đau đớn, tôi đang đau buồn, tôi đang vui sướng, vân vân. Bởi vì mình chấp mà, chấp ngã sợ đó, cho nên là mình khổ. Chấp là còn khổ. Mà sống trong cuộc đời, quý vị biết rằng để mà bỏ hết chấp đâu phải chuyện dễ, không phải chuyện dễ đâu. Nói giờ con buông bỏ hết ấy, nhưng mà không, cái đó là nói bỏ ngoài, chứ còn nói trong thân này mà bỏ là chấp. Bởi người ta cứ điêu, cứ đeo níu hoài á, quý vị. Người ta cứ đeo níu ở trong cái sinh hữu, trong một cái đời sống này họ muốn sinh tồn, muốn có mà. Muốn sinh tồn, muốn có mạng. Ngay cả những cái lúc mà mình bị đau, những cái lúc mà mình sắp chết đó, thì mình cũng muốn được sống còn, mình muốn được sống còn. Cái đó là nó liên quan tới cái ngã sở của mình, ngã sở. Đó là hoàn toàn là do cái tham với cái sự chấp thủ thôi. Cho nên chúng ta thấy ở trong luân hồi đó, cái nhân của luân hồi đó là gì? Vô minh. Vì vô minh cho nên là mình có cái sự ngã chấp vậy. Vì vô minh cho nên mình mới có tham ái dính chấp như vậy, hiểu không? Vô minh, tham ái và chấp thủ. Chấp thủ. Và chính vì vậy cho nên ở đây đó, ai mà không có ngã sở và không dục, tức là không có tham đó. Không dục là không tham trong dục đó.
ở trên là không mạng đoạn tận tham, ở đây đó là không dục, tức là nói đến cái chữ raga, raga tức là không có ham ở trong cái gọi là ngũ dục của mình, tức là sắc, thinh, hương, vị, xúc. Mà cái bậc này thì quý vị biết là đoạn tận dục là phải nó là cái vị này là vị phải là tam quả, tam quả rồi, đoạn tận dục vì đó là tam quả. Còn không mạng, không tham á, nói trong một cách khác, không mạng, không tham á, là nói đoạn tận tham á, là chỉ cho quả vị A La Hán. Còn cái vị mà không ngã sở ở đây là không dục ở đây, không dục ở đây, nói cái từ không dục ở đây tức là chỉ cho bậc tam quả, vì đó đoạn trừ được dục. Cho nên trong cái sắc thinh hương vị xúc, đối với vị đó không có ngã chấp, không có thích thú trong sắc thinh hương vị xúc. Và các vị đó cũng không ham muốn ở trong cõi dục, ở trong cõi dục, không tham muốn ở trong cõi dục, không có chấp ở trong ngũ dục. Đó là vị cho, chỉ cho cái vị mà tam quả. Phẫn nộ được đoạn trừ, ở đây cũng chỉ cho vị tam quả. Vị tam quả, phẫn nộ được đoạn trừ. Cho nên trong cái đời sống này đó, quý vị thấy rằng là mình thì bị chi phối, cái người phàm phu đó, thì dễ bị chi phối ở trong phiền não. Chút mình cũng buồn, chút mình cũng thích, cứ tham thích, ưa muốn, hài lòng, không hài lòng, rồi bình thản. Bình thản, bình thản ở đây là quý vị thấy nhiều khi mình trong cái cảm thọ của mình vẫn thấy là bình thản, nhưng mà cái đó ít ra là mình cũng đang chấp nhận, đang chấp nhận cái bình thản đó, đang chấp nhận cái bình thản. Ở trong kinh gọi đó là thọ, trong luận đó gọi là thọ xả, hay trong kinh gọi đó là thọ phi khổ phi lạc, tức là thọ xả. Thọ thì sẽ là duyên cho ái. Các bậc thánh có cảm thọ, có cảm thọ, các bậc thánh có cảm thọ, nhưng mà các ngài không có ái sanh khởi, đặc biệt là bậc A La Hán không có phiền não sanh khởi. Bậc tam quả thì đoạn trừ dục, đoạn trừ sân, cho nên ba cái phiền não đầu tiên là thân kiến, nghi giới cấm thủ thì bậc tu đạo quần đã đoạn tận rồi. Bậc nhị quả thì chúng ta không nói, là chỉ là một bậc làm giảm nhẹ thôi chứ không đoạn. Nhưng mà bậc tam quả thì đoạn trần được dục ái và sân, cho nên đối với ngũ dục, đối với ngũ dục thì các vị tam quả đã đoạn tận, và sân thì vị tam quả cũng đã đoạn tận. Còn không mạng, không đoạn tận tham thì đây chỉ cho bậc A La Hán, bởi vì bậc tam quả vẫn còn ái sắc và ái vô sắc. Không ái trong dục, không ái trong dục, nhưng mà vẫn còn ái ở trong sắc, sắc hữu, và ái vô sắc, tức là vô sắc hữu. Sắc hữu, dục hữu, sắc hữu và vô sắc hữu, tức là nói đến sự hiện hữu của ba cảnh giới, ba cõi. Như vậy thì ở đây bậc tam quả vẫn còn ái, mà ái đó, ái sắc và ái vô sắc. Ái vô sắc. Nhưng mà để đoạn tận tham hoàn toàn, hay là đoạn trận ngã mạng hoàn toàn, gọi là đoạn tận tham hoàn toàn, thì đó chỉ về bậc A La Hán. Bậc A La Hán. Ở đây cái câu gần cuối, câu tự ngã thành tự mát lạnh là tự ta. Chứ nhiều khi mình đọc ở đây nghe tự ngã hơi lạ lạ quá. Tự ta, ngã là ta rồi, nhưng mà tự ta thành mát lạnh, tức là cái người mà đã bị nguội lạnh, phiền não không có nữa, thì nó không còn có cái gì mà để mà nhiễm nữa hết, để là, gọi là nhiễm. Giống như là cái người mà đáng độc rồi thì không có cái độc nào mà có thể là xâm nhập được nữa. Và vì vậy cho nên đây là chỉ cho bậc A La Hán, bậc A La Hán. Vị ấy là phạm chí. Phạm chí ở đây là gọi là gì? Là một trong cái từ gọi là Bà La Môn á, Brahma. Brahma. Ramano, Rama, Ramana, tức là chỉ cho một cái vị phạm, vị Bà La Môn. Mình phiên âm là Bà La Môn, nhưng mà
Đó là ta chỉ cho một cái từ ở xã hội Ấn Độ thời bấy giờ. Mà ở trong kinh của chúng ta đó, trong kinh Pali đó, thì Đức Phật cũng thường sử dụng cái từ phạm chí này, hay cái từ bà la môn này, được ám chỉ cho quả vị thánh. Hay là sa môn cũng là cái từ samana. Samana chúng ta phiên âm là sa môn, samana là sa môn, nhưng mà samanera tức là vị sa di, con của vị sa môn, thì samana chỉ cho bà la môn, y chỉ cho sa môn. Sa môn ở đây là cũng chỉ cho bậc thánh luôn. Có chỗ thì Đức Phật sử dụng cái này chỉ cho bậc thánh là tỳ kheo, là đệ tử của Phật. Thì như vậy đó, thì chúng ta đọc ở trong cái kệ ngôn này đó, là nói đến cái vị tỳ kheo tên là, vị tôn giả tên là Bilinda Quacha. Bilinda Quacha. Thì như chúng tôi đã thưa khi nãy đó, trong nhiều kiếp từ thời Đức Phật Bá Đu Mô Ta Rá, tức là Đức Phật Liên Hoa Sanh, vị tỳ kheo này đã là một cái vị bà la môn giàu có rồi. Cho nên xung quanh mình đó là có những cái người ăn kẻ ở, rồi có những người hầu hạ, quen cái như vậy rồi. Rồi bao nhiêu kiếp cũng từ ở cái kiếp đó, rồi bắt đầu là giàu có, cũng biết tạo phước, rồi cũng biết đi, cũng biết tu tập nhờ cái nhân duyên đó, rồi cũng tái sanh lên cõi trời, rồi cũng tái sanh ở cảnh giới này, cảnh giới nọ. Tới kiếp cuối cùng vào thời kỳ Đức Phật cũng sanh vào một cái gia đình giàu có, bà la môn giàu có như vậy, rồi cũng quen như vậy, nói chuyện, nói với người khác á, là bằng những cái người tiện, danh từ bằng tiện, hạ tiện, rồi những cái người thấp kém á, cứ coi người ta là như vậy. Nhưng mà nếu như một người bình thường á, thì với cái tâm bỉ người khác, khinh bỉ người khác, ngã mạn, khinh bỉ người khác, nói bằng cái tâm sân hận đối với ngài tôn quả của ta đó, biết lên bát chát, thì là ngài đã hoàn toàn chứng đắc. Cho nên sau khi mà chư tỳ kheo bắt cái cậy rồi, thì Đức Phật ngài mới kêu vị đó lại, rồi ngài hỏi, thì ngài mới khẳng định lại đó là vị tỳ kheo biết lên đá quá chá này là một bậc a la hán, là một bậc vô nhiễm. Nói như vậy là do cái thường thân y duyên, hay mình nói theo một cái cách khác đó là do cái thói quen, không dứt bỏ được, chúng tôi nói khi nãy ban đầu đó là bậc a la hán thinh văn á, thì các ngài có những cái thói quen đó, gọi là cái thường thân y duyên, cái quen đó, những cái thói quen đó, hay gọi là cái tiền khiên tập, tức là những cái tật xấu từ thời trước, từ đời trước á, cho đến tới đời hôm nay cũng chưa dứt bỏ được, thì bậc thinh văn á là còn cái tiền khiên tập đó. Nhưng mà bậc a la hán thinh văn á, a la hán toàn giác á, thì các ngài không có cái tiền khiên tập. Chúng ta lưu ý, nhưng mà ở đây không phải là tiền ảo, nhưng mà đó là cái thói quen thôi, cái tiền khiên tập, chúng ta nên nhớ là như vậy. Thì ở trong nội dung của cái bài kinh này đó là nói đến một quả vị a la hán, thì chúng tôi xin lặp lại rồi chúng tôi tóm tắt lại cái ý của bài học hôm nay. Mang trái không mạng tham đoạn tận, không ngã sở, không dục phẫn nộ được diệt trừ, tự ngã thầm mát lạnh, vì ấy là sa môn. Chúng ta thấy rằng trong ai, Đức Phật này nói là ai đó không mang trá, tức là dối trá, không mạng, không đoạn tận, không mạng tham đoạn tận, tức là chỉ quả vị a la hán, không ngã sở, không dục, tức là chỉ cho bậc tam quả, phẫn nộ được diệt trừ là chỉ cho bậc tam quả, tự ngã tức là tự ta thôi, thành mắt lạnh, tự ta thành mắt lạnh, vị ấy là phạm chí, là sa môn tỳ kheo. Như vậy thì cái bài học hôm nay là nói đến vị tôn giả tên là Bilinda Quacha, ngài có cái thói quen, cái tiền khiên tật, cứ gọi ai cũng là kẻ bần tiện, kẻ hạ tiện,
Bởi vì trong nhiều kiếp Ngài sanh trong một gia đình giàu sang, có kẻ hầu người hạ. Cái đó nó trở thành một cái tiên tập rồi. Mà có những vị bỏ được, nhưng mà có những vị bỏ không được. Thì đây là trường hợp bỏ không được. Cho nên là nhiều khi là có những vị có cái thói quen, trong kinh có nhắc đến đó, nhiều khi là đi bình thường đi đâu phải nhảy không này. Phải nhảy nhót thì nó cũng là cái thói quen. Cho nên là ở đây là chúng ta phải biết rõ như vậy. Đây là chỉ cho quả vị A-la-hán sau khi đoạn tận được những cái phiền não, cho nên là chấm dứt hết những cái sự mà ô nhiễm, cái sự ô nhiễm, chứ không phải là cái phiền não sanh lên để rồi phát ngôn là những cái lời nói như vậy. Thì chúng tôi xin được dứt lời ở đây. Chúng tôi trước khi dứt lời thì kính chúc chư tôn đức thân tâm an lạc. Kính chúc quý cô tu nữ với Phật tử luôn được sự an vui tiến hóa. Nam mô Bụt Tha Gia. Dạ, sa thú lần hai. Chúng con kính tri ân Thượng Tọa Pháp Tăng đã giảng bài học ngày hôm nay, cho chúng con nghe hiểu rõ, học hành theo cho được sự lợi ích. Và chúng con tri ân Thượng Tọa Pháp Tăng. Dạ, con kính thỉnh Thượng Tọa Minh Hạnh chúc phúc cho rung chúng con được trọn vẹn phước báo. Và con kính dâng mít đến Minh Hạnh. Bhagavato sapa mangalang rakhantu sapa devata sapa buddha na pavana sada sate vantu te Bhagavato sapa mangalang rakhantu sapa devata sapa dhamma na pavana sada sate vantu te Bhagavato sapa mangalang rakhantu sapa devata sapa sangha na pavana sada sate vantu te Tất cả hạnh phúc an có đến người, cầu xin chư thiên hộ trì đến người, do nhờ quay đức của chư Phật, do nhờ quay đức của giáo Pháp, do nhờ quay đức của chư Tăng, các sự thánh lợi thường thường đến người. Cầu xin cho quả của tâm tinh thành tâm bảo, cho được thành tựu mỹ mãn, cho được thành tựu mỹ mãn, cho được thành tựu mỹ mãn. Dạ, sa thú lành thay. Chúng con kính tri ân Thượng Tọa Hành, Thượng Tọa Pháp cùng đức đã vào chứng minh cho chúng con được thọ trì quy giới, ôn bài và học pháp. Và chúng con kính tri ân chư đại tăng, kính mời quý Phật tử cùng cảm nhận hồn. Ngưỡng cầu các ân chư thiên trong quả tịnh xa ngày, ngự nơi đền tháp xưa nay, những nơi biệt thất, nơi cây bồ đề, chúng con xin hồi hợp về, sẽ dùng pháp thi tiền bề cung dân, rồi xin hộ độ chư từ cao phước hằng hà xa. Thì khu chẳng luận trẻ già, ca trung hạ hoặc là mới tôi tu, thiện nam vô điệu phụ trợ nhân, những người trong khắp thôn lân kiều cư châu quận được phần an khương, chúng sanh bốn loại thông thường nõn tha khi nước lành, có pháp bảo nên hành đặng mà dứt khổ truyền quanh đo đài. Cầu cho hưng thành lâu dài, phát hiện tri thức các ngài mở mang, bậc tu sinh được bình an tăng chúng các hàng hòa nhau, lại thêm hành thành cao, những quả lợi ích kiếp mau thiệp thì, cầu xin pháp bảo hộ trì tu đã quyền, xin cho cả thải chúng con tân qua trong pháp Phật truyền. Và chúng con kính tri ân chư đại đức tăng bữa đông pháp, kính mai lúc 17:30 giờ Việt Nam.
chúng ta trở lại vào